đoàn kết nha. Đúng đoàn không? Kết, đoàn kết. Đúng đoàn kết. Để chốt lại là một chút mình mọi thứ mình phải đi theo cái hướng là sao ta? Công tâm. Đúng rồi, công tâm. Rõ ràng phải. Ừ. Đâu ra đó làm quả. Đúng. Đúng không? Ừ. Chính xác. Để rồi coi. Để rồi coi ca. Ô cha. Ai cha. Hay cha. Tôi đã báo cáo tình hình của tất cả nhân sự trong công ty rồi đó. Dạ. Dạ. Bây giờ tới phiên mọi người vô báo cáo đi. À. Đi vô. Mình đi. Mà khoan đã. À. Dạ sao? À năm mà. Dạ không năm gì hết. Tụi em rất là công tâm. Chị dạ, dạ, cứ đi. Công tâm. Dạ công tâm. Một lòng. Công tâm. Lòng. Một lòng. Không chuyện gì xảy ra. Tâm. Hey. Tâm. Hey. Năm. Hey. Vũ mạnh. Hey. 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 Trời ơi. Họ công tâm chi giờ tôi đứng đây lo này trời. Không biết nói xấu gì về tôi không ta. Dạ thưa chủ tịch. Dạ thưa chủ tịch. Dạ thưa chủ tịch. Ơi, tụi mình ai cũng được tăng lương hết. Thoải mái. Ừ. Ủa ba người được tăng lương, còn tôi thì sao? Ủa mấy người chơi tôi hả? Tôi đối xử tốt với mấy người quá mà. Tôi vô tôi báo cáo tất cả mọi người đều tốt hết thì mấy người mới được tăng lương. Tại sao đối xử với tôi như vậy? Hả? Tình người ở đâu? Xin chia buồn với một ai đó là bắt đầu kể từ giờ phút này, người ấy không còn nhận mức lương cũ nữa. Quá đáng. Tôi khổ quá mà bây giờ còn giảm lương tôi nữa hả? Mấy người nói cái gì? Hả? Nói đi. Nói với bà chủ tịch cái gì? Kể xấu tôi đúng không? Sếp à, bà chủ tịch nói là tất cả nhân viên trong công ty đều được tăng lương. Như thế có nghĩa là... Là sao? Sếp cũng được lên lương luôn. Có những lương cũ nữa. Đúng rồi. Trời ơi, chúng ta là một gia đình. Mình làm gì? Công tâm. Trời đất ơi, Mạnh ơi Mạnh, làm bể cái gì nữa vậy? Tiền tôi khổ ghê vậy đó nghe. Mỗi lần là xuống bếp là không đổ cái này cũng bể cái kia, cho em phá tan nát cái bếp của chị quá Mạnh ơi. Phải, tại cái ly nó trơn. Trơn cái gì? Thiệt không tính. Thánh cho mày thành thánh hậu đậu. Nè, nói thiệt cái Mạnh ơi, cái tặng em sáng láng nha. Nhưng mà sao em vụng về dữ vậy trời? Hả? Thôi, đừng có rầy la nữa, nó quá. Đúng rồi. Mạnh là cũng không có đến nỗi hậu đậu gì đâu. Tại vì hả, đôi khi cầm tay, cầm này cầm kia thì nó hay vuột tay vậy thôi. Vuột hả? Mỗi lần đụng vô thì nó mới rớt bể, còn không đụng đâu có bể đâu. Vuột tay đồ hả? Vuột khỏi tầm có tay. Có nghĩa là nó đụng tới cái gì nó hư. Đưa bàn tay tôi coi coi. Ê nó Năm, trời ơi, bộ này đã rớt bị trầy sao hả Năm? Không không không, đưa đây coi lại coi. Chỉnh cái bàn tay ra. Ê, bàn tay phú quý nha. Ủa là sao Năm? Sao? Có nghĩa là bàn tay... Ngộ quá, tôi coi kỹ đây coi. Đứng yên có làm cái gì mà dịu quá, dịu lại vậy. Trời, nó bẻ muốn lội tay luôn Năm. Ê, cái bàn tay này là bàn tay nè. Không được làm việc bình thường. Vậy là em phải làm việc bất thường. Không phải, bàn tay của em là dạng mà vua chúa ngày xưa đó. Làm những việc cao sao, phú quý không đó. Ê, thiệt nghe, tôi biết coi bói đó nha. Trời ơi, Năm nói chuyện gì mà nghe nó xưa mà nó thiếu kiến thức quá. Là sao? Bây giờ ai đâu mà tin vô bàn tay hèn hạ, bàn tay phú quý. Thời bây giờ là tay làm hàm nhai, tay không làm hàm nhịn đói. Ủa, chị nói như chị chắc
có bàn tay nó chắc ngồi im nha, cái ngửa cái bàn tay vậy ra cái tiện tự tới hả trời. Không có phải, không phải là nói là bàn tay này ở không, và bàn tay này mình làm những cái việc nè có nghĩa là những việc cao sang lắm đó, hiểu không, chứ không phải là việc tầm thường như túi đâu, nó thiệt. Trời ơi đừng có khi dễ nha. Năm nói vậy nè, có cái bàn tay vậy cái những cái rồi cái gì cũng cao sang thành công tốt đẹp rồi, những cái người người ta có não chắc người ta chết hết. Có này nè nè, tôi nói có đúng không nghe, cái bàn tay này nó hiện lên là sắp sửa đó em sẽ có một cái việc làm mà sự nghiệp của em được thăng tiến nhờ cái bàn tay này nè. Wow. Nghe chưa, nghe chưa, buồn ngủ muốn chết. Những người làm ăn chân chính chết hết đó, vô chỗ nè để coi nghe. Được chưa, hào quang chưa ơi. Ai đi toilet mà mở nước lên láng như vậy hả? Ngập cái toilet rồi kìa. Mạnh phải không? Để cái ly mùi. Xếp ơi, xếp đổi em xếp ơi. Đó, bàn tay á chị. Phú quý. Bàn tay phú quý đó. Giờ đi dọn, đi tắt nước. Trời ơi, đi toilet bước xuống bếp tay là bể cái dẫm bàn chân của tôi máu me không nè. Đó, bàn tay em đó. Em xếp ơi, em đổi em luôn xếp. Mọi người ơi, tôi lại báo với mọi người một tin vui nữa. Mỗi lần gặp anh này. Ê, nghe chú em khoan sếp. Tin vui phải không? Cho trà pháo tay. Bấm bấm. Pháo bóng bắn không? Dạ. Tin này rất vui, sẽ làm cho công ty chúng ta phải bận rộn với công việc. Trời ơi, cái này tin buồn. Có gì mới anh sếp? Sao không có ngồi chơi điện tử nữa nha. Sao? Tôi vừa mới kéo được một cái hợp đồng quảng cáo của một công ty đồ gốm. Wow. Trời ơi, đồ gốm. Đồ gốm nha. Ok. Cái quan trọng nhất là họ cần tìm một người mẫu. Người mẫu kìa. Trời ơi, tưởng gì người mẫu thì bên con để con lo cho. Con có một danh sách dài luôn. Có luôn tiền bao nhiêu luôn. Báo giá. Người mẫu mà gọi là chiều cao đẹp đẽ gì hết. Chỉ cần người mẫu đó có một bàn tay thiệt là siêu mẫu. Người mẫu bàn tay siêu mẫu. Ủa, họ chỉ cần quay đặc tả bàn tay đó, nắm đồ vật lên. Ê Mạnh, trời đất ơi mọi người ơi, vậy là thời của em tới rồi. Thấy chưa, chị nói đâu có sai, chị coi rất là đúng. Ơi, bàn tay này có vẻ chuyển động linh hoạt đấy. Con nè chú. Không thấy ghê lắm. Cái tay nó có vẻ điêu luyện quá ha. Riêng cái công ty này kể từ ngày hôm nay giờ trời sao con muốn đổ bể cái gì con cứ đổ bể thoải mái. Vậy hả chú? Bất cứ thứ gì mà con cảm thấy ngứa mắt là con đập thoải mái. Ê, kỳ lắm chú. Không có kỳ, đây là bàn tay kiếm ra tiền. Kỳ lắm, kỳ lắm. Đó. Trời, thoải mái ghê hả chú? Thoải mái không? Ủa gì hả? Con thích không? Trời, được. Đập tiếp. Ủa chú thì cảm thấy thoải mái không? Thoải mái mà. Trời ơi, trời.